Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, đối với những người có niềm đam mê và đặc biệt yêu thích cây cảnh thì có lẽ cây lưỡi hổ đã trở nên vô cùng quen thuộc. Không chỉ mang ý nghĩa thu hút tài lộc và chiêu dụ vận may cho gia chủ, cây lưỡi hổ còn đem đến nhiều lợi ích thiết thực đối với cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, một loài cây như lưỡi hổ có vượng khí mạnh, mang tính chi phối nguồn năng lượng ngũ hành rất cao, vậy nên không phải tuổi nào cũng có thể trồng được. Theo chia sẻ của thầy Phùng Phương, một chuyên gia nổi tiếng trong Hiệp hội Phong thủy Thế giới, thì cây lưỡi hổ nếu rơi vào đúng tay chủ nhân mang tuổi con giáp này thì chẳng khác nào thỏi nam châm hút tiền, khiến tài lộc ùn ùn kéo đến, quý nhân phù trợ trăm bề. Xin mời quý vị cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Và xin được bật mí với các bạn là Phú Quý Tài Lộc sẽ lên sóng vào lúc 11 giờ và 19 giờ tất cả các ngày trong tuần. Để không bỏ lỡ các video mới nhất thì quý vị hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo từ chúng tôi nhé. Trước khi tìm hiểu xem cây lưỡi hổ hợp với tuổi nào, chúng ta sẽ cùng đi khám phá về các đặc điểm, ý nghĩa phong thủy cũng như công dụng thiết thực của cây lưỡi hổ trong đời sống nhé. Cây lưỡi hổ hay còn được biết với tên gọi là cây lưỡi cọp, cây hổ vĩ mép lá vàng. Nghe tên có vẻ hổ báo, nhưng loài cây này vốn dĩ vô cùng khiêm tốn, với những chiếc lá vươn cao thẳng đứng, không tốn nhiều diện tích không gian mà lại có khả năng xanh tốt quanh năm, không cần nhiều công chăm sóc. Thứ nhất, ý nghĩa phong thủy đặc biệt của cây lưỡi hổ. 1. Cây lưỡi hổ đuổi tà ma, trấn an gia đạo. Theo quan niệm của văn hóa phương Đông, cây lưỡi hổ được xem như một loại cây phong thủy có tác dụng trừ tà đuổi ma quỷ, chống lại bùa ngải rất hiệu quả. Với chiếc lá hình dáng như lưỡi dao giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi những điều xấu xa. Đó cũng là lý do nhiều gia đình, cơ quan, công ty, doanh nghiệp đặt cây lưỡi hổ trong không gian giúp có phong thủy tốt. Ngoài ra, cây còn mang ý may mắn, giúp gia chủ phát tài phát lộc, dồi dào tiền bạc, nên có thể là loại cây cảnh quà tặng cho đối tác, bạn bè, người thân trong những dịp mừng tân gia năm mới. 2. Cây lưỡi hổ là biểu tượng của người quân tử có ý chí vươn lên. Cây lưỡi hổ có thân thẳng, hình dáng sắc nhọn như lưỡi kiếm, có ý nghĩa tượng trưng của người quân tử, khí phách kiên cường, có chí hướng vươn lên trong cuộc sống. Dáng vẻ uy nghi từ thân đến ngọn của cây lưỡi hổ là biểu tượng của sự uy quyền, danh gia vọng tộc, phú quý và may mắn mang lại cho chủ nhân. Người Trung Hoa trồng loại cây này trong nhà như một cây quý giá có ý nghĩa phong thủy hưng thịnh, vì 8 vị thần sẽ ban tặng 8 đức tính quý giá của họ cho người sở hữu cây lưỡi hổ: thịnh vượng, sắc đẹp, sống lâu, thông minh, sức khỏe, nghệ thuật, sức mạnh và thơ ca. 3. Cây lưỡi hổ chiêu dụ tài lộc dồi dào, vận may thịnh vượng. Không chỉ xua đuổi tà ma và thể hiện chí khí anh hùng của bậc quân tử, cây lưỡi hổ còn mang ý nghĩa phong thủy giúp thu hút may mắn và thịnh vượng đến với gia chủ. Cây giúp gia chủ phát lộc phát tài, dồi dào tiền bạc. Không những đường tình duyên suôn sẻ mà công việc, sự nghiệp cũng được hanh thông hơn, phất lên như diều gặp gió. Thứ hai, tác dụng thanh lọc không khí, bài trừ độc tố của lưỡi hổ. Nhiều người nghiên cứu mới đây cũng cho rằng cây lưỡi hổ có tác dụng lọc sạch không khí, hấp thụ 107 loại khí độc và đem lại không gian trong sạch. Đặc biệt, nó có thể hấp thụ cả các độc tố gây ung thư.
Vì vậy, những căn phòng có nhiều thiết bị điện tử như máy tính, tủ lạnh hay tivi thì một chậu cây lưỡi hổ sẽ giúp không gian sống của bạn trong lành hơn đó. Trong cuộc sống, cây lưỡi hổ còn có một tác dụng nữa, đó là hạn chế hội ứng nhà kín. Đây là tình trạng con người sẽ thấy mệt mỏi khi sống ở những không gian như chung cư cao tầng, văn phòng không thoáng khí. Chính vì vậy, những căn nhà trên cao hay tòa cao ốc thường lựa chọn cây lưỡi hổ để trồng. Đặc biệt, nếu bạn đặt cây lưỡi hổ trong phòng ngủ, ban đêm chúng sẽ giải phóng oxy, tốt cho hoạt động hô hấp của con người. Còn nếu đặt trong phòng làm việc sẽ làm giảm stress bởi màu sắc tươi sáng tạo cảm giác thư thái. Ngoài ra, cây lưỡi hổ còn có một tác dụng nữa, đó là chữa ho, chữa bệnh viêm họng và khàn tiếng rất tốt. Tuy nhiên, sử dụng cây lưỡi hổ để chữa bệnh như thế nào thì bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng nhé. Sau một loạt các tác dụng tuyệt vời của cây lưỡi hổ mà Phú Quý Tài Lộc vừa chia sẻ ở trên, chắc hẳn có rất nhiều gia chủ đã vô cùng nóng lòng muốn đem loại cây này về trồng trong nhà rồi, đúng không? Nhưng quý vị hãy lưu ý rằng cây lưỡi hổ sẽ chỉ phát huy được hiệu quả tối đa trong phong thủy nếu được trồng theo đúng tuổi và mệnh phù hợp mà thôi. Vậy người tuổi nào thì thích hợp nhất để trồng cây lưỡi hổ? Theo các nhà phong thủy học, người tuổi Ngọ sẽ có thêm nhiều may mắn và phúc lộc hơn nếu họ lựa chọn cây lưỡi hổ để trồng trong nhà. Tuổi Ngọ thường được biết đến là những người cực kỳ mạnh mẽ, kiên cường và đầy nhiệt huyết. Họ hướng ngoại, xuất chúng và có khả năng lãnh đạo tốt. Về mặt tài chính, họ cũng rất tốt bởi biết cách kiếm tiền và giữ tiền giỏi. Những tính cách này rất hợp với cây lưỡi hổ, loại cây có lá vươn thẳng, cứng cỏi và độc lập. Cũng đồng thời, người tuổi Ngọ đôi khi lại quá nóng nảy, ham lợi lớn nên dễ dẫn đến công việc thất bại, làm ăn thua lỗ. Trồng cây lưỡi hổ sẽ giúp họ xua tan đi vận khí không tốt, đẩy lùi những điểm xấu và mang nhiều may mắn, tài lộc đến cho gia chủ. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ mệnh hỏa Mậu Ngọ 1978, khi trồng cây phong thủy cần nhớ tránh trồng thủy sinh, vì nước thuộc hành thủy sẽ tương khắc khiến cho tài lộc bị kìm hãm. Nếu như bạn không thuộc tuổi Ngọ nhưng lại mang mệnh thổ hoặc mệnh kim thì cây lưỡi hổ vẫn là một sự lựa chọn vô cùng lý tưởng. Những người mệnh thổ và mệnh kim có màu bản mệnh là màu vàng. Vì vậy, đối với màu sắc của cây lưỡi hổ, đây sẽ là yếu tố phong thủy bổ sung cho hai mệnh này trong cuộc sống. Cây lưỡi hổ sẽ giúp cho hai mệnh này phát huy được vận thế tốt, sự nghiệp thành công, nhiều việc thuận lợi và hanh thông. Để phát huy hết các giá trị tuyệt vời của cây lưỡi hổ, gia chủ cần chú trọng đến vị trí đặt cây sao cho phù hợp nhất. Dưới đây là một số gợi ý về vị trí đặt cây lưỡi hổ để thu hút vận may, tài lộc và xua tan xui xẻo. Thứ nhất, đặt cây lưỡi hổ đặt ở phòng khách. Phòng khách là vị trí thu hút tài lộc cho gia đình, đồng thời đây cũng là nơi để thể hiện cá tính, phong cách hay sở thích của chủ nhân, nhằm gây ấn tượng đối với các vị khách ghé thăm. Lưỡi hổ đặt nơi phòng khách là khá thích hợp, nhất là nơi góc phòng hoặc bên cạnh kệ tivi, bên cạnh ghế sofa. Hai chậu lưỡi hổ đặt hai bên lối cửa ra vào cũng là cách án ngữ, xua đuổi bùa chú và mang vận may đến cho căn nhà của bạn.
Thứ hai, đặt cây lưỡi hồ đặt ở phòng ngủ. Nhiều người nghiên cứu đã chỉ ra rằng cây lưỡi hồ có khả năng hấp thụ nhiều khí độc như nicotine, khói thuốc lá, oxit nitơ. Đồng thời, loại cây này thuộc cây có cơ chế sinh học ngược, nhả khí oxy và hút carbonic vào ban đêm, nên sẽ cung cấp thêm oxy cho quá trình hô hấp của con người. Do đó, đây là lựa chọn hàng đầu cho việc trồng cây trong phòng ngủ. Thứ ba, đặt cây lưỡi hồ đặt trên bàn làm việc. Vị trí đặt cây lưỡi hồ mini thích hợp nhất vẫn là trên bàn làm việc. Chúng vừa có tác dụng hút tia tử ngoại từ máy tính, đem lại không gian làm việc trong lành, lại vừa giúp công việc của bạn thêm hanh thông, thuận lợi nữa đấy. Quý vị thân mến, cây lưỡi hổ vốn có sức sống vô cùng mãnh liệt, tồn tại được ngay cả trong những môi trường không thuận lợi. Vậy nên việc chăm sóc cây lưỡi hổ tương đối dễ dàng và không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, để phát huy tối đa giá trị phong thủy cũng như giữ cho cây luôn ở tình trạng tốt nhất, bạn nên ghi nhớ về các bí quyết chăm sóc cây lưỡi hổ mà Phú Quý Tài Lộc chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là về ánh sáng. Lưỡi hổ là loại cây ưa sáng. Chúng cũng có thể sống tốt trong môi trường bóng râm. Nếu trồng cây lưỡi hồ để bàn, để trong nhà thì mỗi tháng một lần hãy để chúng ra ngoài môi trường để cây hấp thụ ánh nắng mặt trời, quang hợp tốt. Có như vậy lá cây mới dày và xanh đẹp. Thứ hai là về nước tưới. Do xuất thân từ môi trường thời tiết nóng ẩm nên lưỡi hồ chịu hạn rất tốt. Cây có thể sinh trưởng mạnh trong môi trường khô hạn. Bạn không nên tưới quá nhiều nước dẫn đến tình trạng úng nước và thối rễ. Nếu trong môi trường trong nhà sử dụng điều hòa nên tưới một lần một tuần cho cây. Nếu thời tiết có độ ẩm cao, có thể hạn chế tưới nước với mức độ một tháng một lần. Khi tưới nước, bạn nên dùng bình xịt để tưới toàn bộ lá, thân và làm ẩm bộ rễ. Thứ ba là về nhiệt độ. Giống như những cây nhiệt đới khác, cây phát triển tối ưu nhất ở khung nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Nếu nhiệt độ xuống dưới 13 độ trong thời gian dài, cây sẽ có hiện tượng cóng và chết lá, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và khả năng sinh trưởng của cây. Quý vị thân mến, mặc dù cây lưỡi hổ có vẻ bề ngoài nhỏ gọn và hình thức đơn giản, không cầu kỳ mỹ miều như các loại cây phong thủy khác, thế nhưng loài cây này lại mang sức sống mãnh liệt và nguồn năng lượng vượng khí dồi dào. Nhất là đối với những người tuổi Ngọ, cây lưỡi hổ sẽ mang đến nhiều giá trị tuyệt vời, giúp chiêu dụ tài lộc và vận may về với gia đình. Bên cạnh các kiến thức về cây phong thủy, Phú Quý Tài Lộc còn rất nhiều video chia sẻ các thông tin hữu ích về tử vi và tâm linh. Quý vị hãy nhấn vào ô bên trái hoặc bên phải màn hình để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi nhé. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.